Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mạn Studio. Và ở trong video này thì mình sẽ thực hiện cái việc đánh giá nhanh về chiếc laptop Dell Latitude phiên bản mới nhất chính hãng tại thị trường Việt Nam với version là 5420. Mình thì đã mượn được cái chiếc laptop này từ Dell Việt Nam cách đây mấy ngày. Và sau khi trải nghiệm ấy thì mình có một số cái đánh giá về nó để xem là cái chiếc laptop này đã nâng cấp và có những cái điểm hay gì ở trong phiên bản mới nhất. Cái điểm đầu tiên làm cho mình thích thú đó chính là màn hình. Bỏ qua cái định kiến về việc là Dell chỉ có XPS đẹp và những cái chiếc máy Dell doanh nghiệp ấy thường to nặng dày xấu, thì bây giờ Dell Latitude 5420 đã có một cái màn hình Full HD 14 inch viền mỏng cực kỳ sexy. Cái độ sáng của màn hình lên tới hơn 200 nit và đây là cái màn hình có khả năng chống lóa, giúp cho chúng ta làm việc ở các môi trường ánh sáng phức tạp dễ dàng hơn. Cái chiếc màn hình này thì cái độ phủ màu có thể là không phải là kinh khủng nhưng lại cực kỳ hẹp, có màu sắc cực kỳ hài hòa để chúng ta làm việc văn phòng và giải trí. Hơn thế nữa ấy, thì cái bản lề màn hình này có thể mở ra đến tận 180 độ, tăng cái tính tiện lợi khi mà chúng ta cần chia sẻ thông tin, chia sẻ dữ liệu, làm việc với người đối diện. Cái bản lề này có một điểm hơi đáng tiếc là không thể mở ra bằng một tay. Phần bản lề phía trên hơi dày một chút để chứa cụm camera HD. Bên cạnh cụm camera này chúng ta sẽ có một cái nút gạt để tắt camera. Đây là một trang bị tiêu chuẩn trong năm 2021 dành cho những cái chiếc laptop doanh nghiệp để bảo mật và để tắt camera khi không cần thiết. Bàn phím của Dell Latitude 5420 làm mình thực sự cảm thấy bất ngờ. Mặc dù được làm bằng chất liệu nhựa nhưng nó mang lại cảm giác thực sự là cao cấp. Hành trình phím sâu, bấm nhảy cùng với LED 3 mức sáng giúp cho chúng ta hoàn toàn là tự tin và an tâm khi nhập liệu. Touchpad lớn, driver xịn. Nhưng nếu mà Dell làm cái touchpad này trở nên mịn và trơn hơn một chút ý, thì thật sự là hoàn hảo. Mặc dù là máy khá mỏng nhẹ, chỉ rơi vào khoảng 1,40kg, nhưng mà Dell đã trang bị gần như là đầy đủ tất cả các cái kết nối mà chúng ta sẽ có thể sử dụng trong cái đời sống hàng ngày và khi mà làm việc ý. Đầu tiên là ở bên cạnh trái máy thì chúng ta sẽ có là hai cổng USB Type-C. Hai cổng này sẽ là hỗ trợ là Thunderbolt 4 này, USB 4 Power Delivery và DisplayPort. Chúng ta sẽ có khe thoát nhiệt cỡ lớn ở đây. Ở bên cạnh còn lại thì chúng ta sẽ có là một khe đọc thẻ micro SD này. Chúng ta sẽ có hai cổng USB 3.2 Gen 1, có một cổng hỗ trợ PowerShare. Chúng ta có cổng HDMI và với phiên bản là Intel Iris Xe mà mình đang cầm trên tay thì cổng HDMI này sẽ là cổng HDMI 2.0. Chúng ta sẽ có một cổng LAN RJ45 với tốc độ lên tới là 1GB. Và cuối cùng là sẽ là một cổng audio combo 3.5 inch. Cấu hình chiếc Dell Latitude 5420 mà mình đang sử dụng là phiên bản Intel Core i5-1145G7 sử dụng đồ họa Intel Iris, RAM 8GB kết hợp với SSD NVMe. Với cấu hình này thì không ngán bất kỳ cái tác vụ văn phòng nào cả. Viên pin có dung lượng tới 63Wh cho thời lượng sử dụng có thể lên từ 8 đến 10 tiếng tùy vào cái nhu cầu. Chúng ta có thể nâng cấp cái lượng dung lượng RAM lên tới tận 64GB và SSD NVMe lên tới 2TB. Tổng kết lại thì Dell Latitude 5420 là một cái chiếc máy có cấu hình rất tốt, thiết kế bền bỉ, cứng cáp và các cái trang bị bảo mật là phù hợp với đối tượng doanh nhân và doanh nghiệp. Các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Hãy cùng comment bên dưới để Mạn Studio biết nhé. Và đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho Mạn Studio ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.